Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Chữ tính. Trong lúc đang chờ bạn tới ăn trưa thì một người ăn xin tới bên bàn của Kelly. Chào cô, tôi tên là Willy. Tôi thất nghiệp đã 3 năm nay và chỉ sống dựa vào lòng tốt của những người qua đường. Cô có thể cho tôi ít tiền lẻ để mua chút đồ ăn, nước uống không? Cậu đợi tôi chút nha. Xin lỗi cậu, tôi không có tiền mặt ở đây, mà xung quanh lại chẳng có cây ATM nào. Nếu như cô tin tưởng, cô có thể cho tôi mượn thẻ được không? Tôi biết cách đây 2 con phố có cây rút tiền. Được mà, cậu đi đi, tôi sẽ ở đây đợi cậu. Mật khẩu thẻ ở phía sau nha. Mình lo quá, chắc người hành khất kia đã rút hết tiền trong thẻ và bỏ trốn rồi. Thế trong thẻ cậu có nhiều tiền không? 100.000 đô la. Đó là toàn bộ tiền mình tiết kiệm bao lâu nay đó. Trời ơi, cậu đã nghĩ gì vậy? Mình không thể hiểu nổi. Sao cậu có thể dễ dàng tin người lạ như thế? Nhất là một người ăn mày. Chúng ta nhanh đi báo cảnh sát thôi, mai ra thì còn kịp. Cảm ơn cô đã tin tưởng và làm phúc. Tôi mua đồ ăn, nước uống hết 25 đô la. Cô có thể kiểm tra ngay bây giờ. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Cậu tên là gì? Tôi là Willy. Nhưng tại sao cô lại phải cảm ơn tôi chứ? Thật sự chưa bao giờ mình thấy cuộc sống này đẹp đẽ và đáng yêu đến thế này. Nhất định sau khi về tòa soạn, mình sẽ viết lại câu chuyện này để kịp đăng trong số báo ngày mai. Kelly à, câu chuyện về người ăn mày tử tế của cô gây hiệu ứng ngoài sức tưởng tượng đó. Hiện đã có hàng trăm độc giả gửi mail đến tòa soạn với mong muốn giúp đỡ cho cậu ta. May mắn hơn nữa là hãng hàng không của vùng muốn liên hệ để giúp cậu ta một cơ hội làm việc tại sân bay. Thế nào rồi Willy? Công việc bảo vệ tại sân bay phù hợp với cậu chứ? Tôi rất mừng cho cậu đó. Đó là công việc tốt nhất mà tôi từng biết. Cảm ơn cô đã mang đến cho tôi điều tốt đẹp này. Từ khi còn nhỏ, tôi đã được dạy rằng làm người nhất định phải thành thật và biết giữ chữ tín, cho dù có khó khăn hay nghèo hèn tới mức nào. Và bây giờ tôi còn hiểu ra một điều nữa: là một người thành thật và giữ chữ tín nhất định sẽ được báo đáp xứng đáng.